Theo Bộ Công Thương, hiện nay sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả và thông suốt. Hiện doanh nghiệp đầu mối duy nhất tại một số thị trường tập trung trọng điểm truyền thống là Tổng công ty Lương thực miền Nam đã và đang gặp phải một số khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò đầu mối cung cấp gạo theo hợp đồng chính phủ tại các thị trường tập trung truyền thống thường có nhu cầu giao dịch nhập khẩu số lượng lớn như Philippines, Indonesia, Malaysia. Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung Tổng công ty Lương thực miền Bắc cùng Tổng công ty Lương thực miền Nam làm đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung tại các thị trường Philippines, Indonesia và Malaysia.